Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review cũng như hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio được cập nhật hàng ngày trên hai kênh chính thức, đó là kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn và kênh Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình làm việc và phục vụ khách hàng trên mọi miền Tổ quốc thì Tiến Dũng rất thường xuyên nhận được các câu hỏi của các anh em đam mê âm thanh hỏi về các thiết bị âm thanh, và những câu hỏi thường được đặt ra nhiều nhất đó là xoay quanh những dòng loa bầu của thương hiệu bầu. Các câu hỏi thường đặt ra của các anh em đam mê âm thanh là vì sao mẫu loa bầu có nhiều model như vậy và trên mỗi model thì lại có nhiều series như vậy, và vì sao thì cái series cao, tức là đời của nó mới hơn, thì mức giá cũng như là chất lượng âm thanh thì chưa chắc đã bằng những series thấp, tức là những đời cũ hơn. Và trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá về 4 mẫu loa bầu nổi tiếng nhất của thương hiệu Bose, đó là 601 series trơn, 601 series 2, 601 series 3 và 601 series 4. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá về 4 model này. Video này thì Dũng sẽ chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá về ngoại thất, về cấu tạo và về thông số kỹ thuật của các model này. Phần thứ hai của video này thì Dũng sẽ cùng quý vị và các bạn test so sánh âm thanh của 4 model này. Và ở phần cuối của video này thì Tiến Dũng sẽ có những ý kiến đánh giá về 4 model 601. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Tiến Dũng bắt đầu video ngay bây giờ. Như quý vị và các bạn đã biết là với thương hiệu Bose là một thương hiệu lừng danh đến từ Mỹ. Và thương hiệu Bose thì được yêu chuộng, có thể nói là được yêu chuộng nhất trên toàn thế giới. Không phải bởi vì nó đắt tiền hơn những thương hiệu khác, cũng không phải là nó có cái gì đặc biệt hơn, chỉ đơn giản là phong cách của nó hiện đại và nó có thể chơi được đa thể loại. Và quý vị và các bạn cũng đều biết là thương hiệu Bose thì có chiếm thị phần lớn nhất trên toàn thế giới mọi thời đại, tức là các mặt hàng, các sản phẩm được bán ra nhiều nhất. Thương hiệu Bose thì chia ra làm hai phần chính. Một là phần professional, phân khúc đồ chuyên nghiệp. Đồ professional là đồ sử dụng để phục vụ cho những âm thanh công cộng. Chúng ta có thể kể đến các model như là 402, 502, 802 thì đó là đồ professional. Chúng ta thường sử dụng để hát karaoke hoặc chơi nhạc sôi động hoặc là chơi những trong những cái không gian tập thể. Và một phân khúc thứ hai đó là đồ gia đình. Đồ gia đình chúng ta có thể kể đến các dòng lẻ một. Quý vị và các bạn có thể để ý với những dòng lẻ một như là 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701 và cho đến 901. Thì đó là phân khúc đồ gia đình. Phân khúc đồ gia đình của thương hiệu Bose thì được sản xuất là để nghe nhạc, được thiết kế là để nghe nhạc. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke trên những phân khúc đồ gia đình, đồ 01. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Trước mắt quý vị và các bạn, tôi đang để 4 cặp loa Bose. Bắt đầu từ bên đây là 601. 601 thì thường anh em thường gọi là 601 trơn, tức là nó không có series ở phía mặt sau, ở phía sau đuôi. 601 trơn được sản xuất vào những năm khoảng 1980 cho đến những năm 1989, tức là vòng đời của nó khoảng 10 năm. Trước mặt quý vị và các bạn là mẫu loa Bose 601. 601 được thiết kế dạng loa thùng, trang trí bên ngoài là thùng gỗ lặn màu vàng. Phía mặt ngoài là phần e căng bằng lưới vải bố. E căng của mẫu loa 601 này thì được bắn đinh ghim, tức là hãng cố định vào đây, chúng ta không thể mở ra mở vào được. Và thông thường khi mà về Việt Nam, đồ second hand anh em sẽ cậy nó ra để chúng ta có thể thấy được loa. Đó là về phần e căng của 601, phía mặt trước là một e căng và phía trên này là một e căng nữa, là hai e căng. E căng là phần lưới của loa, sử dụng là để che bụi cũng như là để trang trí phía bên ngoài. Tôi sẽ để nó sang một bên. 601 trơn được cấu tạo với hai loa bass, một cái trực diện phía trước và một cái hướng chếch phía trên. Hai loa bass loại 20cm và phần màng là màng giấy, gân là gân mút. 4 cái loa chép loại 8cm,
lỗ thông hơi của loa ở phía mặt trước. Bốn cái loa chép này được quay hai cái phía trước và quay hai cái phía sau với mục đích làm cho âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng hơn. Đây là phần thùng loa. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng. Đây là phần sau, phần tem thông số 6L1 và phần chạm dây loa. Hai ốc bằng kim loại và ở đây chúng ta có một công tắc. Công tắc này dùng để tăng giảm âm sắc, thay đổi cái màu sắc của âm thanh. Khi chúng ta gạt lên thì âm chép của nó tăng lên một chút và khi chúng ta gạt xuống thì âm chép nó dịu xuống một chút. Đó là về 601 chơi. Một cặp loa thì sẽ bao gồm là hai thùng loa. 601 trơn thì cũng có phân biệt left loa, tức là loa bên trái, loa bên phải. Với mẫu loa 601 trơn thì kích thước của thùng loa là chiều ngang 38cm, chiều sâu của loa là 33cm và chiều cao của loa là 65cm. Trọng lượng của loa này là 16kg. Loa có trở kháng là 8 ô và công suất là 200W trên một thùng. Tức là hai thùng chúng ta có tổng công suất là 400W. Tiếng của nó rất mạnh mẽ. Đối với dòng loa này thì chúng ta vừa sử dụng để nghe nhạc được và vừa sử dụng để hát karaoke được. Nó phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2 trên là vừa. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về 601 Series 2. Trang web tiến dũng audio.com được cập nhật liên tục các sản phẩm audio chính hãng tuyển chọn như đầu giải mã DAC 32bit nhạc chất lượng cao, loa Bluetooth thế hệ mới nhất, loa nghe nhạc, âm ly, thiết bị karaoke. Lưu ý để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, quý vị xem tại website chính thức tiến dũng audio.com có dấu tích xanh do Bộ Công Thương cấp với mã số thuế là 843-411-6795. Hoặc quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên YouTube và Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn, được cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Xin cảm ơn. 601 Series 2. Trước mắt quý vị và các bạn đang thấy đó là hai thùng loa Bose 601 Series 2. Mẫu loa này cũng được thiết kế dạng loa thùng và phần thùng loa có được cải tiến hơn một chút so với 601 trơn. Phần lưới bên ngoài, phần e căng đó là e căng bằng lưới vải bố cước. Và e căng này được gập thành hai miếng, chúng ta có thể gấp vào như thế này. E căng của 601 Series 2 thì chúng ta có thể mở ra được. Sườn này được thiết kế cấu tạo bằng nhựa. Tôi sẽ mở hết e căng ra và chúng ta sẽ cùng ngắm nghía mẫu loa này. Trước mắt quý vị và các bạn là các driver, các tuyến loa của 601 Series 2. 601 Series 2 cũng được thiết kế tương tự như 601 trơn với hai loa bass loại 20cm, một cái hướng phía trước và một cái hướng check phía trên. Bốn loa check cũng là loại 8cm. Bộ lọc của mẫu loa này cũng được trang bị bóng đèn bảo vệ loa tương tự như 601 trơn. Mẫu loa này có cải tiến hơn là bên hai bên hông này được thiết kế bằng nhựa. Thay vì là nhốt vào bằng thùng gỗ như thế này thì âm thanh nó sẽ thoát hơn rất nhiều so với 601 trơn. Chúng ta nghe 601 C2 thì sẽ thấy tiếng của nó khoáng hơn, nó thoát hơn so với 601 trơn. Lỗ thông hơi của mẫu loa này nằm ở đây. Phần thùng loa của 601 C2 được trang trí bên ngoài bằng Simply màu vân gỗ. Mẫu loa này chỉ có một màu duy nhất, đó là màu Simply màu gỗ như thế này. Phía mặt sau của loa sẽ bao gồm là tem thông số và hai chạm loa cũng là dạng ốc vặn. Mẫu loa 601 Series 2 được hãng Bose Mỹ cho ra đời vào khoảng những năm 1983 cho đến những năm 1990. Đó là vòng đời của mẫu loa này. Các mẫu loa Bose Series 2 và Series 3 thì thường được sản xuất tại Mỹ. Mẫu loa này có công suất là 250W, trở kháng 8 ohm, tức là công suất của nó mạnh hơn 601 trơn. Kích thước của mẫu loa này là chiều ngang 35cm, chiều sâu 33cm và chiều cao của loa là 75cm. Trọng lượng của mẫu loa này cũng bằng với 601 trơn, đó là 16kg. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến 601 Series 3.
6-1 C3 thì với thiết kế nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn. Và mẫu loa này thường hãng thiết kế là 3 màu, màu đen, màu trắng được trang trí bằng simili và màu vàng được trang trí bằng gỗ lại. Phần e-căng của loa được thiết kế với hai phần độc lập. E-căng phía trên là lưới vải màu nâu, sườn e-căng bằng nhựa. Tôi sẽ mở hết những e-căng này ra. Trước mắt quý vị và các bạn là các tuyến loa, các tuyến loa của dòng 6L1 là Series 3. 6L1 Series 3 cũng được thiết kế tương tự như hai dòng đời đàn anh của nó. Một bát 20cm phía trước, một bát 20cm hướng check phía trên và bốn loa check. Ở đây quý vị và các bạn thấy giữa hai model này thì hãng đã cải tiến hơn đáng kể. Đó là phần loa check được để lộ hẳn ra ngoài và không có các cạnh biên như là 6L1 Series 2. Phần thùng loa cũng được hãng thiết kế nhỏ nhắn hơn với kích thước là chiều ngang 31cm, chiều sâu 33cm và chiều cao của loa là 76cm. Trọng lượng bằng với hai mẫu kia là 16kg. Đây là bản màu vàng được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ. Quý vị và các bạn sẽ bắt gặp những mẫu loa này dòng 6L1 Series 3 được trang trí bằng simili màu đen là phổ biến và thi thoảng chúng ta sẽ thấy là màu trắng. Phía mặt sau là chạm loa mà có mang theo thông số. Mẫu loa bầu 6L1 Series 3 có công suất là 250W trở kháng 8 ohm. Mẫu loa này thường được sản xuất ở các nước như là USA, Mexico và Canada. Còn hai mẫu loa kia thì chúng ta chỉ bắt gặp những mẫu loa này được sản xuất tại USA mà thôi. Đối với các mẫu loa bầu thì quý vị và các bạn đều biết là hãng đặt nhà máy ở rất nhiều nơi như là Canada, như là Ireland, như là Mexico, như là chính USA. Thì các nước nêu trên khi hãng đặt là hàng chính hãng thì đều có chất lượng và giá trị là như nhau. Chúng ta sẽ xem tiếp phần loa bầu 6L1 Series 4 là đời cuối cùng của dòng 6L1. Trước mắt quý vị và các bạn là phần thùng loa của 6L1 Series 4. 6L1 Series 4 thì có thiết kế nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn và nó gọn gàng hơn rất nhiều. Phía mặt trước là một e-căng và phía mặt sau là một e-căng nữa. Mẫu loa 6L1 Series 4 thường chúng ta sẽ bắt gặp là 3 màu: màu vàng, màu đen và màu xám. Phía mặt trước là một loa bát 16cm và một loa chép giấy loại 6cm. Và ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ thấy một loa bát nữa được để trong cái e-căng này. Đây là e-căng phía mặt sau của 6L1 Series 4. Một bát 16cm phía đằng sau. Phía đằng sau là một lỗ thông hơi và phần chạm loa cũng như phần tem thông số. Thông số của mẫu loa này là có công suất là 200W trở kháng 6 ohm. Đối với dòng này thì đời của nó mới hơn. Đó, hãng đã sử dụng với trở kháng là 6 ohm. Mẫu loa 6L1 Series 4 thường được sản xuất ra ở các nước như là Mexico, Canada và USA. Công suất là 200W trở kháng 6 ohm. Mẫu loa này có kích thước chiều ngang là 20cm, chiều sâu là 41cm và chiều cao của loa là 80cm. Trọng lượng 13kg trên một thùng. Như vậy thì chúng ta thấy là các mẫu loa bầu thường có trọng lượng rất nhẹ, thì khoảng trên 10kg trên một thùng mà thôi. Đó là 4 mẫu loa bầu dòng 6L1 bao gồm Series 4, Series 3, Series 2 và Series trơn. Mẫu loa 6L1 Series 4 được hãng sản xuất vào khoảng những năm 1990 cho đến những năm 1998. Vòng đời của nó khá mới so với các dòng đàn anh. Các dòng như 6L1 Series 3 thì được hãng sản xuất vào khoảng những năm 1982 cho đến những năm 1995. Vòng đời của nó khá dài. Đó là chúng ta đã vừa tìm hiểu về các mẫu loa bầu 6L1 và bây giờ chúng ta sẽ cùng test so sánh những mẫu loa bầu này với nhau. Thì Dũng sẽ test âm thanh của từng cặp một nên tôi sẽ cần bê cái này ra đây. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem những video do Tiến Dũng cập nhật liên tục vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Chúng ta sẽ test âm thanh của từng cặp một.
Trong video ngày hôm nay thì Tiến Dũng sẽ sử dụng chiếc âm ly đàn ông model PMA1500R 25 mã để test âm thanh của những mẫu loa này. Và để công bằng cho việc test âm thanh thì Tiến Dũng sẽ để nguyên âm ly, không thay đổi volume để quý vị và các bạn thấy được sự khác biệt của các model. Và trong video này Tiến Dũng cũng sử dụng một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, đó là chiếc iFi Gen 1 Signature, hàng chính hãng với mức giá chỉ 8.900.000. Hiện nay Tiến Dũng cũng đang phục vụ rất nhiều các dòng giải mã DC nhạc Hi-Res Audio âm thanh chất lượng cao. Quý vị và các bạn có thể tham khảo những mẫu giải mã DC do Tiến Dũng thực hiện các video được cập nhật ở danh sách phát phía bên tay phải màn hình quý vị. Và luôn tiện đây thì Tiến Dũng cũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn là mẫu dây loa Rohn hàng Made in Italy. Dây này do Tiến Dũng ship nguyên quặng trực tiếp từ Amazon về Made in Italy. Dây loa Rohn của Ý là một dây đồng siêu dẫn cho âm thanh rõ nét và đặc biệt không bị suy hao trên đường truyền. Dây này với hai lõi ở bên trong là đồng siêu dẫn loại 150mm. Với ship nguyên quặng từ Amazon về thì chúng ta thi công lên các dòng dây dẫn là rắc bắp chuối, rắc mỏ chim, rắc càng cua. Một bên 2,5m được thi công lên các đầu rắc bắp chuối, mỏ chim, càng cua như thế này thì chúng ta phục vụ với mức giá chỉ 800.000 miễn phí ship toàn quốc. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng test âm thanh của 6L1 trơn trước. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc iPad thông qua nhạc chất lượng cao. Và phần giải mã DC sử dụng với giải mã DC iFi Gen 1 Signature. Của 6L1 chơi. Bây giờ tôi sẽ rời dây sang 6L1 series 2. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp với âm thanh của loa bầu 6L1 series 2. Cuộc sống em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong sẽ làm em khóc, sẽ làm em nhớ những kỷ niệm mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đâu hay sao em xa nhau rồi, tìm được
Bây giờ tôi sẽ chuyển dây sang 6-1 series 3. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng test âm thanh của loa 6-1 series 3. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức âm thanh của Bow 6-1 Series 4. Series 2, 6-1 Series 3 và 6-1 Series 4. Đối với mẫu loa bầu của các series này thì Tiến Dũng đánh giá như sau. Mẫu loa bầu đầu tiên chúng ta nghe với âm của nó rất tốt so với phân khúc bình dân của nó. Tiếng chép, tiếng bass và tiếng chung của nó rõ nét, rất tuyệt vời, rất đáng đầu tư. Sang tới 6-1 Series 2 thì tiếng có sáng hơn, thoát hơn một chút, tất nhiên là nó sẽ lung linh hơn. Còn đối với 6-1 Series 3 thì nó là lung linh nhất, bát mạnh hơn, tiếng chép, tiếng trùng cũng sáng rõ hơn rất nhiều. Sang tới 6-1 Series 4 thì tiếng nó bí hơn, tiếng bát nó hơi lùng bùng và tiếng trung âm cũng như tiếng chép của nó không rõ, không nét bằng so với các series mà chúng ta đã nghe trước đó. Thì đó là những âm thanh của các dòng 6-1. Nếu như để đánh giá về chấm thang điểm thì tôi chấm 6-1 Series 3 đỉnh cao nhất là 10 điểm. Sang tới 6-1 Series 2 tiếng có giảm kém hơn một chút, tuy nhiên thì nó cũng gần như 6-1 Series 3, tôi chấm 9 điểm. Còn 6-1 Series trơn thì 8 điểm. Riêng đối với 6-1 Series 4 thì tôi chấm 6 điểm, tiếng của nó kém hơn rất nhiều so với các dòng series còn lại. Thế trên đây là những ý kiến đánh giá của cá nhân Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có những quan điểm gì, ý kiến gì về các sản phẩm audio, các dòng loa bầu 6-1 thì hãy để lại bình luận phía dưới video này. Thì Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.